Tiếp theo là có ảnh này, Avatar, ông ý biết đi. Được. Còn gì nữa không nhỉ? À còn có mấy cái hình hình như thế này. Hình hình như thế này, Facebook, Twitter, Social LinkedIn. link Đúng chưa? Thì Facebook, link URL, Twitter, URL và LinkedIn. LinkedIn URL xong chưa? Đấy, có phải bố trí được những cái thứ mình hiển thị, còn cái này là vẫn là ở testimonial rồi, không tính. Được chưa? Còn cái bảng about us này của em này thì thực tế ra mình có thể đưa vào trong này được, ở trong hoàn toàn có thể đưa vào trong web setting thì được nhé. vâng. Ví dụ em để một cái là đây, em để là about đây surprise cái gì gì đấy đây, thì đây là about title đi, đúng không? Vâng. About page title cho rõ ràng, được chưa? Vâng. Sau đấy là about content, about page, nhầm, about page content. Kể cả đến đến khi mà nào em làm cái phần này em bảo tôi sẽ chỉ cho em làm hai cái này vào trong phần content kia luôn. Mình sẽ chỉ sử dụng cái những cái dạng như này này, tiny MCE, đây nó là dạng như này này, được chưa? Mình chèn ảnh chèn nhiếc vào thoải mái đây nhá, thử nhá. Đây tôi sẽ chèn ảnh đâu, đây ảnh này, nhìn thấy chưa? Sườn này thì em có thể copy một cái đường dẫn em ném vào đây, nó không có up ảnh lên này. Tôi nhớ là cái này nó có up ảnh lên mà nhỉ, à nhầm, không phải cái này. Đây, ví dụ như em lắp cái ảnh đây này, nhìn không? Đúng Rồi bây giờ mình sẽ để coi cái đoạn mà cộng này, upload file này, up hai cái ảnh này lên, nhỏ lên chưa? Đây, đây là một này, này là hai này, được chưa? không? Xong rồi kích vào này, xếp này, lên chưa? Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, mình áp ảnh lên nó như này thì nó dễ hơn. Đấy thì xong trang about nhá, em xóa cái này đi được này. Tiếp tục để xem còn trang gì nữa nào. Xong trang home đi nhỉ, Trang Dung vừa làm được. home cơ mà. Hôm hôm vừa làm được. Đây cái này, cái room, đến đây cái room, danh sách room này thì em có tên, có giới thiệu, có giá, đúng không? Có ngày Tên giới thiệu giá, để xem trong single room nó có những cái gì. Gallery này, ok. vâng Room nữa, đây à, room vâng này, rồi room gallery này, name này, picture, gạch dưới nhá, nhưng không bao giờ để gạch ngang như này được đâu. Dạ vâng. Picture image này, gallery này, status này, short description này, ok. About, cái about này là cái gì đấy, hiển thị đâu Bao là cậu đây giới ạ? thiệu đoạn giới thiệu ấy. Đây Vâng, gì? đúng rồi, đoạn giới thiệu. Ok. Price ok này, quantity, quantity là cái mẹ gì? Là kiểu như đặt kiểu đặt số ngày rồi. Không ai để thế, không ai để trong này đâu. Bỏ này đi nha. Vâng. Cái số ngày bao nhiêu ấy thì nó ở trong cái bảng booking. Em hiểu Vâng. không? Down. Thế còn cái đống này sao? Cái này là Em service này. không biết Em có bảng service chưa? em chưa Đấy.
Nó phải bổ sung thêm một cái bảng service vào đây. Service gồm ID của service này. Đây là logo của service này. Được chưa? Service name này. Được chưa? Và bây giờ mỗi phòng, phòng và service nó sẽ là quan hệ nhiều nhiều. Do đó mình cần phải có một cái bảng phụ. Bảng phụ ra thì đây là room. Gạch dưới service. Được chưa? Thì bao gồm room, ID và service ID. Phá cái này đi. Và mình nối vào. Được chưa? Đó. Xong rồi còn cái feature này là cái vẹo gì đây? Kiểu đánh giá này. Dẹp mẹ đi nhá, bỏ cái phần này đi nhá. Dạ vâng. Mình không đừng quá tham nhá. Vâng. Lưu ý đừng quá tham làm gì? Tham mệt lắm. Rồi ok. Xem còn gì mà. Tiếp theo nữa là cái thông số người người ở tối đa trong phòng này. Có chưa? Người ở tối đa là như nào thế? Ví dụ như cái phòng đấy diện tích nó bao nhiêu mà em chỉ cho người ta ở là 3 người lớn hoặc 2 người lớn, 2 trẻ con thôi. Cho một phòng. À vâng. Em chưa cái có đấy đấy. Nó nhiều khi nó dùng để tìm kiếm đấy. Ví dụ như nhà tôi có 4 người lớn chẳng hạn, bố mẹ tôi với vợ chồng tôi cộng với một trẻ con. Tôi muốn ở tất cả chung một phòng thì liệu có cái phòng nào phù hợp không thì tôi phải search chứ đúng không? Vâng. Đấy thì em phải có những cái thông số đấy vào. Để khi trừ khi người ta tìm kiếm thì không có thì dở. Số người lớn này, số trẻ con này. Đấy. Cái đấy em chọn trong booking cái adult và children này. Tất nhiên là phải có cả trong booking nhưng mà đây là cái thông số mà tối đa. Em hiểu không? Dạ còn mà. Ví dụ cái phòng mà cho phép 4 người lớn 4 trẻ con ở nhưng mà người ta chỉ ở một người lớn một trẻ con thôi cũng được chứ. Hiểu chưa? Dạ vâng. Còn trang gì nữa nhỉ? Checkout. Ôi trời. Checkout mình chỉ lưu thông tin này thôi là được rồi. Vâng. Name này. Company, email, phone. Country, bỏ country đi nhá. Vâng, một country. Không cần dùng country đâu, address. Apartment. Cái này mình cũng bỏ đi, không cần rồi. Không cần này. Cái này mình cũng bỏ đi luôn này. District, postcode mình cũng bỏ đi luôn này. Thì để xem là cái bảng booking rồi nào. Check in date, check out date, ok. Số người lớn, số trẻ em. Tổng giá chứ. Total. Ừ. Bởi vì giá phòng ví dụ như 250 đô một ngày, một đêm. Nhưng mà người ta ở 5 ngày. Em phải nhân 5 lên chứ. Đúng không? Vâng, kia mới ra đơn. Ừ. Number room, bỏ ngay đi. Chỉ cho người ta book một phòng thôi. Vâng. Nha. Vâng. Get the date, ok, reply by. Reply message. Rồi, check in. Check in date, message, feedback. Em thiếu thông tin này, em lưu ở đâu? Cái chiếc ao em chưa cho các bạn đấy thì em phải bổ sung vào. Dạ vâng. Ví dụ như em bổ sung vào đây là first name last name giống như cái giao diện này. Dạ vâng. Rồi thì email phone number. Nghe không? Vâng. Rồi thì address này mình cũng lưu này. Okay. Address. Cái message em có rồi đúng không? Đấy. Để bổ sung thêm vào. Được chưa? Dạ vâng. Tiếp theo là còn cái bảng này thôi đúng không? Vâng. À hai bảng nữa. Page. Đó có nhầm. Blog này. Log. Cái này mình không cần chia danh mục đâu nhá. Vâng.
nay mình chẳng cần chia danh mục làm gì cả. Em bỏ luôn cả blog đi. Quý giữ giữ chẳng giữ thì bỏ. Đây, cái này là có title này, nên xem cái new của em. Bỏ cái new category đi nhá. News. News này. ID, cái này sai mẹ rồi. Này em nối này không đúng. Để tí tôi chỉ lại. ID này, kết ID mình bỏ kết ID rồi. Bỏ kết này đi. Feature image ok. Discovery hot new. Discovery hot new là để ở đâu ấy? Ở trong bên này, bên bên. Đó. Đó. À, bỏ blog bên blog ạ. Không, em cứ lấy hết những bài mới nhất ra. Hiểu không? Vâng vâng. Lấy tất cả những bài mới nhất ra là được. Những cái này cũng không cần đâu. Vâng. Content này ok. Đây ví dụ như ở cái blog này nó sẽ có phần mô tả ngắn. Được chưa? Vâng. Em phải thêm cái short description vào. Content view. View này có không? Đâu? Làm gì có view gì đâu. Được chưa? Vâng. Bỏ cái view đi, bởi vì trang của khách sạn nên chúng ta không cần phải chi tiết quá. Ok, author, ok. Trong này mình bỏ luôn comment đi nhá, đỡ phải quản. Bỏ mình. Được rồi. Được chưa? Vâng. Đó. Đây, bỏ cái này đi. Đây, user này. Đây, em lấy nhá, cái user này. Mọi người nghe thấy đúng. Nhưng mà tại sao cái này lại nối với role để làm gì ông Thánh? Hả? Thế à? Cái role này nối với new làm gì? Zone đâu, em nấu với mấy bạn user thôi. Rồi để xem nào, bảng cuối cùng là bảng contact. Contact thì mình phải xem giao diện của họ đã. Name, email, web. Bỏ cái web này đi nhá. Vâng, em thay cái phone. Name, email và message thôi. Em sửa cái web thành cái phone. Vâng, em phone number. Vâng. Dạ. Vâng. Contact name này, email này, phone này, message này. Cái map URL này bỏ đi. Map URL lấy từ cái web setting này nhá. Vâng. Hiểu chưa? Dạ vâng. Started, reply by, reply for. Ok, xong. Reply for, cái này không đúng. Reply for là từ đây chứ. Reply by thì may ra lấy từ đây ra đúng này. Đúng chưa? Tao chưa tính em còn thiếu một cái reply content nữa. Reply content. Xong. Đây. Thì là cái database của em nó sẽ trông như này. Thì nó sẽ đầy đủ data. Check kỹ lại đi xem có được không? Dạ vâng, vâng để em xem này. Vâng. Ok nha. Dạ vâng. Hãy xem cho em nhé. Em là thằng nào? Em là thằng Việt Đức. Lại mày hôm qua xem rồi còn gì nữa? Hôm qua thầy mới xem giao diện trong bộ chọn cái khác. Rồi đây đưa đây. Đây xem nào. Vâng vâng. Đưa luôn cái link giao diện đấy. Vâng vâng vâng.
Chờ tí nhá. Vâng. Anh trả lời cô Thu tí. Facebook. Ok. Đinh viết Việt Đức này. Cứ so khớp thôi. Về cơ bản ra đây thì các em đã có giao diện thì các em cứ so khớp thôi. À các chính em bỏ đi nhiều này. Cái search này em bỏ đi này. Cái nào cái này á? Vâng. Đây vào là search á. Vâng, search á. Tôi lại bỏ đi. Để giữ này. Có mỗi cái tính năng hay nhất của nó ông lại bỏ đi nói chuyện gì? Để tiếp thêm vào. Thêm. Đây à? Vâng. Tôi cảm giác nó nhiều chứ. Vừa nãy thầy bảo bạn thiết bỏ cái tính năng comment mình em đang định bỏ. Ừ, bỏ đi thôi, cái đấy thì bỏ được. Bởi nó không quan trọng. Vâng. Còn cái tính năng nào mình xác định là quan trọng thì mình phải giữ chứ. Vâng. Ví dụ nha, cái đống này của em có không? Cái đấy là link, cái đấy là URL không thầy? Các cái link mạng xã hội. Vâng, có. Có không? Có. Đâu? Ở trong web setting. Đây đúng không? À đây rồi, ok. ID name, status, logo, phone number. Ok, address, ok, email, ok, map, URL, ok. Intro, about. Là cái nào ấy? Đấy, đây, nó, trên trên này. Đâu? Đây, đây, đây. Đây à? Vâng. Thế cái này sao? Cái này em lưu là cái gì? Hay là đưa hết vào trong cái phần content này? Cái đấy em đang định ấy nó cứng luôn đấy. Ồ, không đừng cứng. Ví dụ em có một cái field để lưu về cái intro bao đúng không? Vâng. Là cái phần cả cái phần này đúng không? Vâng. Thì bây giờ em thêm một cái thẻ H2 vào trong đấy em thêm viết cái dòng này ra là được. Vâng, thêm được. Nó còn learn more cái gì như này. Đây thế này. Còn cái đống này em quản lý kiểu gì? Đây là trang bao này. Ừ, thế cái đống em quản lý nó kiểu gì? Thế vẫn phải tạo riêng bảng. Thực ra không phải tạo riêng bảng đâu. Mình chỉ tham khảo người ta một chút thôi. Ví dụ như là, ví dụ nhá, tôi ví dụ cho em này. Vâng. Cái phần phía trên mình vứt mẹ đi. Vâng. Thấy chưa? Vâng. Cái phần about em giữ nguyên lại. Cái phần này. Vâng. Thấy chưa? Được. Xong rồi ở tức là em giữ nguyên lại cái này xong rồi em để một cái ảnh thôi, còn cái phần dưới này vứt bà nó đi chứ giữ làm gì. Vâng vâng. Được chưa? Our staff này thì mình có thể giữ được này. Vâng vâng, cái đấy em có. Có rồi gì? Vâng. Đấy tóm lại là cái about này mình tách ra như này là được rồi. Vâng. Bởi vì mình không có thời gian để quản lý hết nó đâu. Mệt lắm. Vâng. Mày đây em xóa hết. Cái phần này xóa đi thôi. Vâng. À mà cái này xóa đi làm đấy gì? Cái này là service của mình mà. Em có bảng service rồi đúng không? Vâng, em bảng service rồi. Đấy thì lấy cái đấy ra mà hiển thị thôi. Vâng, vâng. Còn cái phần text này thì em hoàn toàn có thể để fix cứng. Vâng. Em hard code nó đi là thành HTML thôi chứ có gì đâu. Rồi. Cái này em vứt đi này. Vâng, cái này em vứt rồi. Cái này vứt mẹ đi luôn. Vâng. Có muốn giữ không hay là vứt đi? Vứt 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 ạ. Vứt à? Vâng. Cái này cũng giữ này. Vâng, cái đấy giữ. Có bảng chưa? Ừ, đây đúng không? Rồi.
Ok. Quay lại sang chủ đi xem nào. Cái này là cái gì đây? Cái đấy nó là service của ấy đấy là. Tôi biết của trang chủ à? Vâng, còn đâu cái kia chỉ là service của room. Hiểu hiểu hiểu. Cái service trang chủ em lưu vào Nó là cái service thế này. à? Hay là cái này? Vâng, cái đấy Thế cái room service đó, ở đây room service này. vâng. Ok, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em đặt lùi lùi ra cho người ta dễ theo dõi. Vâng. Này là cái mẹ gì? Gallery thì nó có chữ đỏ đỏ trên. Đâu có gallery đâu, kéo được đến đâu. Chữ À đây, đây nó sao vãi. Ok, gallery để em để đâu đây? em này trên trên đầu thế. Đây. Vâng. Còn đây là cái slide này. Vâng. Slide. Đây đúng không? Vâng. Ok. Mày biết làm hết rồi đây, mày còn hỏi làm gì hả? Thằng của nó kia. Em vẫn ấy, Cái này thì là cái gì đây? cái đấy nó là ưu đãi em bỏ. Bỏ đi, bỏ cả phần này đi à? Vâng, ưu Ừ đãi rồi. nhỉ. Rồi ok. Cái này có chưa? Có rồi. Có rồi gì ok. Cái này giữ nguyên rồi đúng không? Vâng, cái đấy giữ nguyên. Mày có hết rồi đi, mày làm xong rồi đi, mày còn hỏi cái gì? Em hỏi em có chắc không có đúng không? Để em còn biết được. Này thì dễ rồi này. Vâng. Ôm rồi. Room Tôi nghi thiếu time. nhìn ít ít này thấy thiếu thiếu rồi. Vâng, thầy xem Là một một phòng này nào. single room này, có gallery này, đúng chưa? Có room description này, room description đâu? Đâu? Không Đấy là có cái mô tả ngắn này là ở ngoài trang chủ. vâng, Với lại nó ở ở cái danh sách này. chắc Đúng em chưa? vâng, phải về cái Thì mình sẽ phải thêm một cái nữa là room description vào. cái cả gallery đấy, em đang định bỏ cái Tấm vào mồm mẹ đấy. đấy. Đây mình để riêng bảng ra room gallery ID này, room ID này, IMG URL này, đây vào đây. Service. Ok rồi. Thêm cái thông số về người lớn và trẻ con vào nhá. Vâng. Để nó search, để phục vụ cái việc search thôi. Vâng. Comment này có Comment thì em đang xóa. bỏ mẹ đi. Vâng. Blog Cho nó ít blog ít thôi. category. Ô sao lại thế nhỉ? Blog category tại sao lại là quan hệ nhiều nhiều à? Vâng. Hà Vâng. Đức. Trong này nó là thế à? Vâng. Quản lý mệt nhỉ. Nó Thôi cũng được. Coi như là cho mình lại chuyển động. nó giống cái kia. À ừ, tất nhiên là nó cũng giống. Booking. Booking. Dồi ôi. Mấy dữ liệu Tên, em surname. xóa cũng nhiều, mấy cái dưới em xóa. Ừ, bỏ bớt đi.
start có rồi này. Giờ ông có định làm chức năng quên mật khẩu không? Quên mật khẩu á? Ừ. Em có phải định làm xem không? em lại xem lúc đấy xem tiến độ thế nào thế. Ok, vậy thì này ổn rồi nhá. Vâng. Còn đến lúc mà làm chức năng kia nếu nếu cần thì hỏi với chị đâu. Vâng. Ok. Em vâng thầy. Buổi này là buổi thứ mấy của lớp mình nhỉ? 5 6. Đây buổi 4 này, đây buổi 5. Buổi 5 ạ. Đây là buổi trước. Đấy, xem luôn cho em thử. Ừ. Đâu? Gửi trong chat đi. Chọn. Ui giời. Kinh nhỉ, mẹ bọn này dạo này làm database nhiều bản thế. Trong đây nó nhiều vẽ nhiều. Học dự án mẫu mà làm cái database nó bé tí một nhúm vậy. Thêm được cái bảng web setting với cả mấy cái bảng kia. Thằng nào ấy? Chuẩn thấy bắt thịt mấy con gà đi em ơi. Không, của em có tiếng đâu à? À đây. Thịt luôn gà đi. Thịt mấy con gà đi. Nó là gà nhà hàng xóm của gà nha em. Các bè cổ. Chúng cao su bắn chết rồi thịt luôn. Nghe rồi gà gáy giữa trưa. Cái giao diện không 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 dễ làm DB đâu. Để xem nào. Web setting này, ID này. Name này, status này, logo, phone number, address, insta cái này ok. Background. Này là background ok. Email. Intro. Rồi. Intro room. Intro room là cái gì em ơi? Dưới phần đây á. Đấy, cái phần về dưới về phòng ấy. Đâu? Dưới mấy cái phòng này. Em không biết đặt là gì, em đặt intro room đấy. Mày á? Rồi mấy cái đấy nhá. Mày dở à? Cái này là thông tin của phòng mà em. Vâng. Cái mô tả ngắn của cái phòng ấy. Xóa cái đấy đi cũng được. Xóa cái cột này đi nhá. Vâng, xóa cột đi. Tôi đang không biết là cái này là cái gì đây này. Đây này, đây mới là cái thứ cần quan tâm này. Em không rõ cái là cái gì lắm. Cái này như kiểu dạng cái service của khách sạn ấy. Vâng, giới thiệu. Giới thiệu những cái service của khách sạn nó có. Giới thiệu view. Ừ. Kiểu kiểu đấy. Vâng. Bỏ đi thì cũng nhìn web nó khá là cụt. Vâng. Để nó đẹp nhưng mà làm nó không hiểu. Thì em có gì mà không hiểu. Em tạo ra một cái bảng mới vào đây. Em để là hotel service. Vâng.
Được chưa? Qua đi này. Name này. Mà giờ này. Thế rồi. Không có gì đâu. Được chưa? Giới thiệu nó thầy. Chữ nữa. Chữ nào? Chữ là cái name gì nữa à? Cái này có chưa? Có rồi. Mike. Glenn. Đâu, đây đi. Cái country của người ta mày lưu ở đâu em? Dạ. Đây. Ở đây nó có một cái là cái country này. Cũng hiển thị đâu á? Ờ, em comment em viết ở cái bảng bên kia ạ. Phần về phòng phòng room ạ. Comment cho phòng room ấy. Đó, đây có phải comment đâu. Đây là cái feedback là cái này đúng không? Là cái này đúng không? Được. Đấy thì ở đây nó có đâu có hiển thị cái country đâu. Em nhìn tên họ em tưởng nhiều người. Vãi à. Tên như ngày tháng ấy. Thầy xóa đi ạ. Ok này, trang chủ thế là ok rồi này. Room. Cái này. Dịch vụ. Các bạn hiển thì cái đồng đấy như nào? Cho cái bảng riêng ấy, của service ấy. Đây. Vâng. Rồi sao nữa? Không, của sinh viên. Ơi. Bởi vì nhé. Vâng. À. Cái. Bởi vì cái room service này có thể em có khoảng 20 cái, 30 cái là chuyện bình thường. Vâng. Thì bây giờ em làm sao em chọn được khoảng 4-5 cái nó hiển thị ở đây. À. Làm cách nào? Tạo bảng riêng. Công lại hơi quá đà đấy. Lúc nào cũng đòi tạo bảng. Rất dễ. Thêm thêm một cột đây nữa. Service. Thêm một cột General Service. Rồi. Ở cái cột này em chỉ nhận là 0 hoặc 1 thôi. Giá trị mặc định là 0. Được. Nếu bốn cái nào được hiển thị trên này em để nó xuống 1. Được. Em select sao from cái bảng room service where general service bằng 1, thế xong để ra cái đống này đúng không? Vâng. Đấy cái thủ thuật kia mình làm mình phải tính. Nhưng không phải lúc nào mình cũng chăm 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 tạo bảng mới, nghe chưa? Rồi. Là single room. Single room này nó có cái này này. Slide. Có bộ giấy. Gallery. Slide đâu mà slide. Đây room này. Đâu gallery đâu? Đây à? Vâng. Ok. Tên này. Service này. Giống cái bảng vừa thầy vừa nói. Ok. Đó là cái này. Mô tả ngắn. Mô tả ngắn này sao? Em cho trong bảng room ấy. Đây nha, em nhìn nó có hai cái. Một cái trên này. Một cái dưới này. Đúng nha. Làm sao người ta biết là cái đống này là cái nào nó lên? Những cái chính ở trong phòng. Cái nào là cái chính? Đâu cái nào là cái gì? Hả? Cái hiện trên đấy nhưng em chưa tạo bảng cho chị này. Bạn tạo bảng. Chưa cho. Mà lưu luôn đây này. Hiểu không? Rồi. Đây. Room service.
Đâu hay là nổ. Dạ. Rồi. Đấy thì khi tất nhiên là trong một phòng ấy nó có rất nhiều sơ bít khác nhau ở cái đống này, nhưng mà cái nào được lên trên này thì là mình sẽ là cái thằng cái mình tích checkbox ấy, tích số 1 vào thì là nó sẽ được lên đây, hiểu chưa? Cắn mẹ con sâu rồi sao? Room Prime này em để một giá nhé. Em cho một giá thôi chứ em không để nhiều vậy. Bỏ review đi à? Bỏ đi ạ. Bỏ mẹ đi. Nhiều Vâng. quá, chi tiết quá, làm lâu lắm. Rồi. Cái policy này cũng bỏ đi à? Rồi. Mệt người. Cứ làm những cái tính năng cơ bản đó, sau này mày làm dự án khác nó bôi ra tính sau. Hoặc là làm dự án này sau này đem bán thì tính sau. Vâng. Extra là cái gì ấy? Em tưởng ở trên lúc này trên phòng nó chạy chạy đi. À, slide của phòng đúng không? Vâng. Người ta gọi là room gallery. Đây. Nữa thêm một cột vào đây là room ID. Đấy, nối xuống. Được chưa? Rồi. Này mình bỏ comment rồi đúng không? Vâng, hè bỏ đi rồi. Có trang tin tức không? Để nó không có trang tin tức kìa. Bộ lão cái gì đấy? Vẫn là một cái trang đấy sao đấy. Anh vả rồi à? Cái gì đấy? Phải bấm mà nó lát nó không ra đấy được. Lại liên quan Nên rồi, em cái trang tin tức vào. thôi không có trang tin tức cũng được, nếu mà có thời gian thì cũng làm, không có thôi nha. Vâng. Vâng. Đấy, đặt phòng không nhỉ? Trong room ấy. Trong room thì ấn vào phòng nó hiện luôn đẹp phòng này. Thì ấn vào phòng cảnh. Này khó dùng thế. Đéo nào. Các bạn gặp đúng mèo. Check mail tồn tại thật hay không à? Làm gì đến mức đấy? Lâu thế. Ôi, vãi cứt, gửi email luôn ạ. Xóa đài. Búc mỗi thế rồi ạ. À? Vâng ạ, bút muốn vậy ạ. Vậy em lưu kiểu là trong này như nào rồi? Customer name, email, room size, đào trình, start trình. Rồi, ok. Được rồi đấy. Vâng. Rồi xong. Còn ai muốn hỏi gì không? Còn ai muốn hỏi gì nữa không? Ui. Em Đâu gửi đi.
Các bạn khác code luôn đi nhá, bắt đầu code đi nhá. Không là không kịp đâu, toang đấy. Cái gì đấy? Steam. Giống cảm giác nó cứ hơi giật giật nhỉ. Là máy mình giật biết. Dạ. Đâu không vào được. Toàn ơi. Toàn. Dạ. Em gửi link khác cho thầy rồi đấy. Bên dưới ạ. Tôi thấy cái team này có một vài cái mình phải chỉnh sửa, một vài cái mình phải bỏ đi. Ví dụ như cái đoạn này này. Cái đoạn này mình bỏ đi này. Rồi. Làm nó sẽ rất phức tạp. Chẳng tội gì mình phải ôm cái thứ này vào người cả. Nhá. Bỏ phần này đi, dẫn đến là cái Quack Kit Prime của em sẽ bỏ đi đúng không? Đúng chưa? Quick price cái này em bỏ đi luôn này, em chỉ cần cái room service là được. Đây em để là service room room service, đây là room service grab. Hoặc là em sẽ bỏ để cái này service này là home 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 service. Home service, còn đây để là home service. Rồi. Coi xem nào. Thông số cơ bản là những cái này. Ở bảng web setting đúng không? Chưa có ạ. Vậy em lưu những cái thông tin về logo này, về số điện thoại các thứ ở đâu? À, cái đấy em chưa tạo ạ. Tạo ra nhá. Tạo Vâng. luôn đi xem nào, tạo luôn đi xem nào. Xem em tạo như nào.
ăn cá lăng. Con này nó nhà nó nuôi. Đâu? Không, tuyên quang. Chiều nó xuống Hà Nội. Đâu, xong chưa? Hồi thế. Mồ hôi vậy, mồ hôi mình hôi vậy. Xong chưa, cu? À, rồi đấy. Rồi nha, check nha. Vâng. À, logo. Logo rồi. Contact, số điện thoại. Số điện thoại có rồi, cái đống này có rồi, ok. Cái này có chưa? Cái này thì em chưa hiểu là cái gì đấy. Ví dụ em để là slogan đi. Được chưa? Vâng. Rồi. Cái này có chưa? Có mail, có address chưa có. Đây nó có hai số điện thoại này. Thì mình để một số điện thoại cũng được, không sao. Ok chưa? Được nha. Cái này em lưu ở đâu? Cái đấy là để em xem lại. Em xem lại cái DB của em xem em lưu ở đấy đâu. Ở cái about us đấy. Ở bảng ở đâu? About us. Đâu? Ở bên dưới ạ. About us. Video. Video nào? Đâu? About us rồi. Đâu? Đấy, ở đây. À, đây là cái video đúng không? Vâng. Ok. Video rồi là... Ôi giời. Mày không có ID cho cái bảng này à? Ở cu. Cái key ấy. Đó. Kể cả nó có một cái mình cũng phải để key cho nó. Đó. Cái đống này giữ đem gì? Hả? Bỏ hết ạ. Ừ. Mấy cái này nó có ở trên cái bảng web setting rồi mà. Dạ. Xong rồi tí nữa mày bê luôn ba cái cột này, video URL này, title này, introduce này, nhét hết vào trong cái bảng này là xóa được một bảng. Được rồi. Chưa? Rồi. Làm luôn đi. Xóa mẹ hết giờ. Cái đấy là about video URL. Rồi dòng dưới là about title. Cuối cùng là about content. Đấy xong xóa bảng about us mình là xong. Cái field đấy bỏ đi. Field dưới cùng đấy mình chưa cần thì mình bỏ đi.
Rồi. Our favorite room. Cái này sao? Cái text này em lưu ở đâu? Tính hát code à? Cứ quyết nhé, không nhất thiết là phải lưu trong database. Mình hoàn toàn có thể hát code được. Hát code nhá. À. Như vậy thì cái đống những cái room mà sẽ được hiển thị lên trang chủ này em sẽ xử lý nó như nào? Hả? À, gộp là một là thầy gộp gộp cái gì mà gộp, đang hỏi là em có thông tin phòng đây rồi đúng không? Vâng. Bây giờ làm sao để biết được những cái phòng nào sẽ được lên trang chủ? Trang chủ thì là mình sẽ lọc ra các phòng nào mà được nhiều người xem đặt nhất. Cũng còn lợi bố cũng chơi thế, em phải thêm một cái cột vào đây, thêm một cột vào đây. Đây là favorite. Boom. Favorite này sẽ là để là 01 đấy. Là cái nào là 1 thì đưa thì khi mà ra trang chủ này thì em xét xét select sao from cái room theo điều kiện là cái favorite bằng 1 thì sẽ hiển thị ở đây. Hiểu chưa? Hiểu không nhỉ? Được. Awesome service. Nó chính là cái bảng này. Bảng này đúng không? Vâng. Ok. Cái gallery này em xử lý như nào đây? Em chưa rõ. Đây nhá, bởi vì cái này nó là cái này tên là cái gì tôi quên mẹ rồi. Nhưng mà nó em sẽ phải xử lý hai bảng cho cái này. Một bảng kiểu dạng như là cái tiêu đề ấy, nó chính là những cái này này, spa, restaurant, gym, hotel này, được chưa? Nó chỉ có mỗi ID với name thôi. Sau đó em phải khác là lưu thông tin về ảnh, những cái ảnh này, hiểu không? Vâng. Lưu thông những cái ảnh này, sau đó nó sẽ nhóm lại được theo cái đống này. À rồi. Được chưa? Rồi. Đấy thì phải có hai bảng, cái gallery đâu rồi? Đây à? Vâng. Thế cái room gallery đâu? Room đây, gallery. Đây là home gallery nhá. Home gallery nhá. Được chưa? Thì em phải có một cái bảng nữa bên cạnh này. Mình để đây là home room gallery. Đây là ID này. Đây là name này, giờ chỉ có mỗi hai cái đấy thôi. Sau đó ở home gallery này em thêm một cái cột nữa, thêm một cái cột nữa là group ID này, nối từ thằng này sang là sẽ lấy được cái tiêu đề cũng như là cái những cái ấy đúng không? Vâng. Our special staff. Ok rồi. Rồi. Cái này bỏ đi out block. Rồi ok. Room này. Đây nha, nó có cái gallery này thì em xử lý như nào? Hả? À. Hả? Không có chỗ lưu đúng không? Không. Mẹ cái này nó làm sao vậy? Nó ngắn cũn này. Đây. Em sẽ có thêm một cái bảng nữa. Một cái bảng nữa từ thằng này ra. Em đặt là room gallery. Chưa? Lấy cái đây ra. Đây là ID của nó này. Room ID này. Đây là IMG URL này. Chưa? Rồi. Thì khi em vào chi tiết một phòng có ID cái phòng đấy rồi đúng không? Vâng. Có ID phòng đấy rồi thì em select sao from room gallery where room ID bằng cái ID em lấy được trên đường dẫn. Là nó ra cái đống này thôi. Được chưa?
Rồi. description này, description chưa có luôn. Introduce này là cái gì? Là cái phần đấy đã, phần phần giới giới thiệu phòng đấy. Này đúng không? Dạ. Đây là introduce này. Thế còn cái phần mô tả đâu? Ở đây đây, describe room này, ok đẹp rồi. Cái này nữa, cái này là có rồi đúng không? Cái này nó chính là cái này đúng không? Vâng đúng rồi, cái dịch vụ đấy ạ. Ok được. Similar room, ok, cái xác rồi. Còn cái đống này sao? Cái đống đấy em bỏ đấy ạ. Bỏ đi á? Bỏ đi index thì dễ mà, quản lý nó dễ mà. Cái từ đối tác nữa gì nhỉ? Đây, our partner đi. Đúng không? Xem thêm một cái bảng ở đây. Our partner. Partner, chữ part. Rồi, ok. Our partner. Gồm ID, name, logo của họ. Xong đúng không? Vâng. Đây, booking đâu? Ủa, cái gì đây? Lỗi cái mèo. Ôi, lỗi mẹ rồi. Cái size này nó không có cái màn hình booking như đâu ấy, em xem lại đi nhá. Vâng. Được chưa? Với lại cái thông tin phòng thì có thêm số lượng người lớn, số lượng trẻ em giống như các bạn khác nữa. Đấy, màn hình booking này, mà nên email, phone, check in, check out. Rồi số lượng người, số lượng trẻ em, bất cứ cái gì bỏ qua đi này, bỏ đi này. Room size, get reply by, ok được rồi. Contact này thì ok. Rồi xong. Nha. Vâng. Đấy cứ làm đi, xong rồi xem là có phần nào đang mắc thì báo. Còn ai nữa không? Đâu nào? Trần Hữu Tùng. Không phân quyền à Tùng ơi, không cho tôi quyền vào tôi xem à. Đẹp thế nhỉ. Thằng này đâu rồi Tùng ơi, bật mic đi nào. Đâu rồi? Đợi em tí. Phân quyền đi xem nào. Ừ, ngủ hết.
Tôi không đi ngủ đi. Thầy review cho bạn lấy trước vậy, máy em bị đơ nên chưa ấy được. Ok. Còn đứa nào nữa không? Không ai cần review à? Ok. À, một đứa share screen cho tôi xem cái việc các bạn tạo database nó như nào. À, để coi nào, xem đứa nào. Nhìn mặt ngáo ngáo ông gọi. Bật cam thế nào? Thanh niên ơi, bật cam đi. À đây rồi, Nguyễn Huy Hoàng, bật cam share screen đi. Ờ, xe cái gì thầy? Share screen đi, nhanh lên. Em đã làm được cái gì đâu. Mày làm cái gì chưa? Em viết lên thôi chứ còn... Rồi, mở Navicate hoặc là ppmyadmin lên để làm database đi. Đấy, làm gì nữa thầy? Em đó, tạo xong cái đúng đấy. Đó. Tạo hết rồi à? Vâng. Tạo dữ liệu mẫu đi. Từ thầy em mấy em đang lôi cái team vào. Lôi cái team vào á? Vẫn chưa xong. Vâng. Chưa. Cái gì đây? A còng include cái gì đấy? Em không biết dùng cái view với cái thẻ. Nó cái gì? Không biết dùng á? Không. Trời ơi. Thông cảm. Đọc đi, đọc cái list template đi. Nha. Vâng. Câu mà mày có mà làm đến Tết. Rồi, thằng Việt Đức kia nào. Đâu rồi? Được rồi. Vâng, em đây. Chơi đi xem nào. Lớp này là chưa học PP2 đúng không? PP2. Vâng, chưa học. Chưa học PP2 thì làm web hơi khổ đi. Đâu cái database của em đâu? Anh nhìn được không thầy? Nhìn rồi. Bây giờ mới tạo. Thì cứ tạo đi, tôi xem nào. Vâng. Cái gì mà new connection nữa? Bung cái PP host kia ra. Hay là tạo trong ấy nhỉ? Kích đút vào cái PP host kia. PP host à? Ừ. Bật Sam chưa? À chưa thầy. Đấy. Bây giờ cũng dùng Ubuntu à? Ubuntu là gì thầy? Thế đây là cái hệ điều hành gì ấy? Cái này Windows thầy. Windows à? À nó có nó làm cái thanh ở dưới kia. Úi dồi. Xóa bớt DB đi em ơi. Cái nào không dùng thì xóa đi. Vâng, để em xóa thầy. Bình quá. À. Không thèm set character set luôn à, xóa cái đấy đi, tạo lại new database dự án 1 dưới character set UTF-8 viết vào đấy, viết thẳng vào đấy rồi dưới là UTF-8 Unicode CI
Rồi bắt đầu tạo bảng đây. New table. Đấy, xem trong cái DB của mình nó có những cái bảng gì thì mình phang ra. Hãy tạo từ bảng web setting đi cũng được. Click đúp vào đấy, copy cái text. Rồi viết cột ID đi. Cột đi. Ừ, cái này là từ em xem đó. Đây là tạo cột. Làm gì ấy? Không biết dùng à? Cái này em dùng ít trong này. Không, xóa đi, viết viết cái chữ ID đấy, tạo cột ID vào đấy. Tôi chỉ cho. Rồi tab sang. Tab sang, đấy in rồi. Click vào cái len đấy để 11 đi. Rồi. Từ từ đã. Ở cột cuối cùng ấy. Ở cột cuối cùng ấy. Không, à, không nhìn chữ primary key không? Đây. Trên này click vào đấy. Click vào đấy. Rồi, đấy là primary key. Nhìn thấy ở dưới, ở phía dưới nó có cái auto increment không? Click vào đấy. Rồi ok, em click vào tên này, name. Mũi tên xuống dưới. Mũi tên đâu rồi? Cái phím mũi tên này. Cái trên bàn phím của em ấy. Đấy, viết tên cột tiếp theo đi. Em xem ở bên kia kìa. Đấy đúng rồi, name. Đấy, vacha, tab sang vacha 255. 255. 255. Rồi, not null, tích vào. Rồi, tiếp theo xuống dưới tab, đi cứ tab tiếp tục thôi. Đấy. À, tab là not null. Logo. Lại tab, lại vacha 255. Đấy đúng rồi, tạo này nó nhanh. Phone number để kiểm dữ liệu gì? Ba cha này. Đúng rồi. Viết xóa hết đi, viết chữ ba cha vào. Không cho viết này. Bố lão. Xóa đi, viết chữ ba cha đấy chưa? Số điện thoại bao nhiêu số? 10. 10 số đúng rồi. Tab tiếp thôi, vứt con chuột đi, cần gì chuột nữa tầm này nữa. Address lại vacha. Rồi 255. Tab tiếp. Số điện thoại có thể lên đến 12 số thầy, tại vì nếu cộng 84 nữa thì có thể lên không cộng. Tóm lại không cộng. Vâng. Map URL. Cái này để dạng text. Text text. Để bao nhiêu thầy? Tách thì làm gì có số lượng ký tự? Lại 255. Các bọn này dùng chuột nhiều thế nhỉ? Fan này này. Dưới cái web setting thì cái status kia điểm gì ở thấy để thay đổi trạng thái, ví dụ như mùa đông là một chủ đề, mùa hè là một chủ đề khác, ví dụ thế. Thế phòng xa thực ra thì ít khi người ta thay đổi chủ đề đó, trừ những web lớn đó. Thế bỏ đi cũng được không thầy? Ừ. Này không vào vào nên đâm ra nó cho vào không hiểu gì. Cái intro urban và intro service ấy, thì để là hai cái đấy là text. Bỏ cái 255 đi. Rồi control net. Phệt cái chữ web setting vào. Đấy, thế là có xong một bảng. Vâng. Nhanh không? Có ạ. Chứ mày ngồi mày tạo bằng cái PP My Admin không mày đi test. Tạo bảng tiếp theo đi. Vâng, cái đấy có khi hơi lâu. Cái gì đấy, cái gì đấy? Tích vào primary key. Rồi.
đấy là vì sao mà tôi làm công cứ thấy là tôi làm nhanh, chẳng qua là công cũng sẽ làm nhanh được như thế, nhưng công không tiếp xúc, không tiếp cận với các cái công cụ thôi, còn ai làm sẽ như nhau. Va chạm hay không làm? Ừ, init là va chạm. Status là in. Lang 1. Lang là 1. Để cái default value không? Từ từ đã, cái default ở dưới kìa. Viết số 1 rồi đấy, à viết số 0 rồi đấy. À 1111 đúng rồi, 1 enter à, lưu xuống, control net xuống. Đấy, bảng slide. Cái gì đấy? Bấm mà nó tự lên vậy ta? Kích vào đấy, kích vào đấy lần nữa nó bỏ đi. À vâng. Rồi, control net. Làm gì còn code gì nữa mà tạo? Quên. Xóa cái cột cuối cùng đi. Chuột phải vào. Chuột phải vào đầu dòng ấy. Đầu dòng cái chỗ con trỏ ấy. Đấy đúng rồi, chuột phải vào. Delete field. Đấy rồi control net xuống. Enter. Đấy là có hai bảng. Thế mà tạo thôi chứ có cái gì mà cao siêu đâu. Tab. Nào, reply for là in. À đúng rồi, đúng. Lang 11. Rồi. Kiểu dữ liệu là timestamp nhá, cái đấy là timestamp. Xóa đi, timestamp. Xóa chữ va chạm đi. Đấy, viết chữ timestamp vào đấy, nhìn thấy chưa? Rồi, lưu xuống. Này, có để bao nhiêu này? Không phải để gì cả. Timestamp là timestamp thôi. Mày lại status ở đâu ra đấy? Quá này. Ông chế biến ở đâu? Ở trong bảng contact cái gì? Hả? Bảng contact ông nhìn thấy có cột status không? Đây. À, có, ok. Rồi. In xóa đi, dùng in có khổ lắm cơ. Một lưu xuống rồi đấy, cứ thế mà làm. Rồi tắt share đi, tôi chữa bài cho ông Tùng như nào. Chỉ cho mà làm đấy. Rồi. Trần Hữu Tùng. Tùng ở đâu rồi, Tùng ơi? Hả? Em đây ơi. Rồi ok. Úi dồi, cái gì đây? Mày làm cái gì đây? Chúc kinh này. Sao không kéo rộng được ra? Ông không cho tôi quyền edit à? Có mà, em có cho quyền edit mà.
Cái đấy thầy 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 kéo bảng nha, nó tự động nha thầy. À, rồi. Sao mày làm cái gì mà nó cứ lít nha lít nhít như vậy? Hả? Các cái đấy bạn chưa biết hôm qua em chưa biết. Chứ ngồi ngồi ngồi. Đấy, này nhìn làm sao được? Sao chữ nó cứ mờ mờ ấy nhỉ? Thay đổi lên màu chữ là được thì các bạn cho màu xám. Đấy, đấy. Công rút kinh nghiệm nha, làm cái giao diện à, làm cái này công làm cho nó rộng rộng nó nhìn nó dễ cái. Nhìn biết tí nhìn khó chịu dã man luôn. Để xem nào. Bảng gì mà dài này. Ui, sao lại căn giữa này? Rồi. Web URL là web gì? URL. Đâu đầu à? Rồi để xem nào. Web info, ok. Info ID name status logo. Ơ sao mày cứ có thói quen mày ông sửa hết toàn bộ những cái gạch ngang này xuống thành gạch dưới cho tôi. Dạ vâng. Bao giờ xong tôi review tiếp, nhìn này không thể ngửi được. Ai dạy mày biết kiểu này đấy hả Tùng? Hả? Tôi đố ông tạo được các cột ở trong trong DB mà tên cột nó là dấu gạch ngang đấy. Toàn làm những thứ kỳ cục. Sửa ngay gần trước, nhanh lên. Ăn đòn ngay bây giờ này. Mắc 53.000 người. Hôm nay tăng 6.500. Tổng số người chết 4.800. Số người chết mới gần 800, 793. Phải đã. Đấy là toàn thế giới thì hai nước nào? Mỗi ở Italy thế đấy. Italy bây giờ toàn nữa rồi, còn toàn lâu. Nếu mà còn không có thuốc thì còn toàn lâu. Tây Ban Nha 1.378 người chết. Đi khủng khiếp. Tổng số người chết rồi nào. 3 cộng 4 cộng 2 7 9. Ôi sắp 10.000 người chết rồi. Kinh dị.
Nhanh lên Tùng, khẩn trương. Ai da. Rồi ok. Giờ mới review được. Vẫn còn cái Facebook URL ấy này. Xong chưa? Chưa nhá. Từ sau mà tôi nhìn thấy ông nào mà tạo kiểu này nữa tôi đập cho đấy. Làm ăn lôm côm. Rồi, đầu tiên này. Logo này, số điện thoại, email. Logo, số điện thoại, email, ok, địa chỉ. Địa chỉ ở đây. Ở đâu? Địa chỉ đâu? Ở đây, địa chỉ đây. Cái này ở đâu? Nhìn thấy màn hình của tôi không Tùng ơi? Có. Đây này, cái này của em lưu ở đâu? Nó là cột nào đây? Ừ? Nó vẫn là key info đấy ạ. À? Lưu ở cột nào? Ở cái web info ạ. À? Em xem đấy là tên bảng. Em cũng không nhớ nữa. Phải đấy, không nhớ thì tìm đi. Sao? Đấy là cái gì? Intro content là lưu cho cái gì đây em? Đó. Tôm. Dạ, đây tí em sẽ mở lại cái trang ấy đã. Cổng cảnh đấy nhỉ. Đâu? Cái con cái thì em dùng để lưu cái đoạn thứ hai từ trên xuống ấy ạ. À? Đây ạ. À? Đấy cái đoạn đấy mà. Chờ chút nhé để xem. Trang này nó phao. Tôi bao ớt của nó không có. À? Đây cái đoạn này á thì nó sẽ là about. Bao content. Dạ. Yeah. Đây cái đoạn này này. Dạ. Yeah. Đây là bao content nhá. Còn cái đoạn ở dưới chân thì em có thể để là intro. Intro content là dưới chân đây là intro footer. Footer intro đi. Hoặc là footer. Footer content. Dạ. Yeah. Đây cái đoạn footer content này sẽ lưu vào đây. Được không? Ok. Tiếp theo này là cái slide này. Đúng không? Cái slide này, cái slide này em lưu vào đâu? Có bản slide không? Không ạ. Thế mày định lưu cái đống ảnh đằng này kiểu gì? Hử? Cú cái đấy là cái background rồi thì em ngoài phát đây mà là background á cái đây cái dưới này cơ cái background đấy background nào đây á có cái background ở dưới đấy không ở trong cái bảng của em có cái background là gần dưới đấy thì em nghĩ là em không làm slide thì em chỉ làm một cái ảnh thôi tôi đố ông sửa cái theme này thì nó thành một cái ảnh được đấy
đã gọi là đi dùng team thì mình phải dùng cái team đấy luôn chứ. Bởi vì cái phần này em chuyển nó thành một cái background rất khó luôn, thậm chí là vỡ bung cái màn hình này ra luôn. Nói thẳng ấy. Hiểu chưa? Vâng. Nên là cái phần này nó đã là slide thì cứ để nó là slide đi, mình chỉ fill data vào cho nó là xong. Có phải nhàn thân không? Tự nhiên chế nó ra làm cái gì cho nó vất vả ra. Đó. Tạo một cái bảng nữa nhá. Tạo một cái bảng nữa ra đây. Bảng này gọi là bảng slider. Đây ví dụ như là home slider. Đấy, gồm ID này. Title này. Đây cái title nó là cái này này, là cái text này này. Đây này, cái text này này. Được chưa? Xong còn cái đoạn small text ở dưới nữa này. Small text. Có một cái cột nữa là cái cột ảnh. Được chưa? Vâng. Đâu chữ này to vậy? Đâu chữ này to nhỉ? Thôi kệ mẹ lên. Đấy, home slider thì mình lưu cái thông tin của cái đống background này. Được chưa? À. Đây còn our favorite room. Thì nó cũng giống như của thằng nãy, của thằng nào đấy. Chữa đấy. Thì mình có cái room này. Room đâu? Room time này. Mình thêm một cột nữa là favorite. His favorite. Được chưa? Vâng. Awesome service. Cái service này thì cũng giống cái này giống hệt như cái vừa nãy luôn. Cái home service đây này, home service đây. Home service ID name feature event intro status. Còn cái ảnh này sao Tùng ơi? Dạ. Cái ảnh đấy là như nào đấy? Đây ảnh ảnh của từng service là cái này nhá. Là cái cột image này này. Được chưa? Vâng. Rồi, thế nhưng cái ảnh này sao? Chưa có đúng không? Có hiểu không vậy? Vâng. Vâng, cái gì mà vâng? Cái logo URL. Đây còn cái này nữa là cái như nào đây? Đây cái video này thì em nhạt chèn nó vào bằng cách nào? Cái này thì em chưa biết là thế nào. Đây. Thêm vào web setting này, thêm một cột vào là xong. Hiểu chưa? Vâng. Ví dụ như home video, home intro video. Được là cột vào là xong. Đúng cái vị trí này em nhúng cái link của thằng YouTube vào là được, có gì đâu. Đi đây. Cái phần này là cái gì nhỉ? À, cái này nó là cái phần Discover. Đây nó chính là Discover Kết đây này. Cái này là hôm trước tôi làm cái DB dựa trên cái theme này phải. Đúng chưa? Cái Discover Case đây này. Đấy, đấy là tên là cái bài viết thôi. Đây là Our Guest Love. Cái gì đây là nhận xét của khách hàng. Em có chưa? Cái nhận xét đấy. Đây rồi. Rồi, ok. Latest New. Ok, đây là tin mới nhất thôi, thì em xem có cái bảng post không, hoặc là bảng news. Đây bảng news của em đây. Ok. Rồi,
room xem nào. Và một cái room. Đây. Đoạn gì đây? Cái đoạn này em bỏ đi nhá. Nhìn thấy không? Rồi. Đoạn này mình không làm nữa nhá, mình bỏ đi. Chứ em làm cái này nó mất thời gian lắm, đừng làm. Rồi ok, thế vậy thì trong cái room này thì có tên room này. Được chưa? Ảnh phòng này. Đâu rồi? Tên phòng, cái room đâu rồi? Room room. Room đây. Có tên này. Có một cái ảnh đây, ảnh đây. Rồi ok. À, có cái gallery này. Chưa? Gallery của em có chưa? Đây room gallery, đây, mày vẫn chưa hết đây này. Đống này sửa lại tên bảng đi nhá. Dạ vâng. Room gallery ok rồi này. À, cái thông số này là đây nhá, ví dụ em thấy này, nó có số lượng người lớn này, số trẻ trẻ nhỏ này. Đúng chưa? Em có chưa? Chưa đúng không? Người đấy. Lớn trẻ nhỏ như là có rồi sao? Đâu, chỗ nào? Đấy ở box booking. Đó. Booking là con số người ta đến, người ta ở là bao nhiêu, số lượng là bao nhiêu. Còn ở đây là cái thông số cơ bản của cái phòng đấy cơ mà. Quy định của cái phòng đấy là bao nhiêu cơ mà. Hiểu chưa? Vâng. Đây thêm một cái nữa là cái square. Square là cái gì? Square nó là cái số diện tích như này. Hiểu chưa? Vâng. Đấy, cái single bed hay là double bed, cái gì gì đấy, king size hay là queen size giường ấy thì cũng phải viết vào. Thì ở đây là bed size. Yeah. Thì cái những cái thông số đấy khi mà em viết em lưu vào thì em có số viết, em để Iran đăng là 1 chẳng hạn, thì cái chỗ này em viết text thì em lấy từ DB ra, cái chỗ này cũng vậy, đúng chưa? Yeah. Cái single bed này thì là lấy từ cột này ra, đúng chưa? Cái số mét vuông này thì em lấy từ cái cột square này ra, đúng chưa? Vâng. Tiếp theo là description đây. Description có chưa? Đây about này à? Room. Room description. Chưa? Đấy. Room service. Room service. Đây rồi. Cái này mình có thêm một cái logo vào đây nữa nhá. Logo. URL. Rồi xong. Cái đoạn này mình bỏ đi này, cái đoạn additional service bỏ đi này, room review bỏ đi này. Được chưa? Book your room này. Check in này. Check out này, check availability này. Đấy, còn cái đoạn này, đoạn booking này thì em bỏ cái phần này đi. Bỏ cái phần này đi. Bin này, bill này. Thì đó là bảng booking này, gồm tên. Ở đây nó chia ra tên này, surname này. Đấy, name, em còn thiếu cái surname nữa. Surname là tên đệm ấy. Email phone ok. Address chưa có đúng không? Thêm vào address. Rồi. Tiếp theo, city country này mình bỏ đi nhá. City country mình không có đâu, không có trong này luôn, ok. Ở trong này nó cũng đâu có số người lớn trẻ con gì trong này đâu em ơi. Thấy chưa? Nó không hề lưu thông tin người lớn trẻ em thì mình cũng không việc gì phải thêm vào đây cho vất vả ra. Đấy, room time là thằng nào mình lưu vào rồi, message, status. Ok, xong. Category này là cái gì đây? Category nối vào với comment làm gì? À, nối vào với new, ok, rồi, cái này được rồi. Cái này ok.
Được rồi nhá Tùng nhá. Dạ vâng. DB của em nó sẽ như này. Rồi ok, tôi điểm danh rồi chúng ta nghỉ nhá. Buồn ngủ lắm à. Thầy cho em hỏi một câu. Hỏi đi. Cái phần giá thì mình để cái loại nó là DCM hay là để IN này? Giá hiện tại mình sẽ áp dụng cho cái loại khách sạn của Việt Nam nên em để là IN nhá. Vâng. Rồi điểm danh này Mạnh Cần, Đăng Trung, Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu, Trung Dũng, Lò Quang Huy, không có, Vũ Trường Giang, Nông Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Minh, Hồ Thích Huy, Hồ Thích Huy, Nguyễn Văn Quân, Phạm Ngọc Đức, Ngọc Đức không có, đây ok, Bế Văn Duy, Bế Văn Duy, Trần Hữu Tùng vừa review này, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn không có, Lê Danh Toàn, Trần Văn Huy, không có luôn, Lê Thế Hùng, Phạm Quỳnh Trang, Quỳnh Trang đâu? Không có luôn, Vũ Đình Hoàng. Có phải không? Có là thế nào? Em không gửi được tin nhắn nữa. Em là thế nào? Hả? Phạm Thị Quỳnh Trang. Rồi ok. Vũ Đình Hoàng. Trần Minh Hiếu. Lỗi thì chat lên mic lỗi chứ tay có lỗi đâu. Làm ăn vớ vẩn. Vũ Đình Hoàng không có này. Phương Công Dương. Không có luôn. Nguyễn Hồng Quân ok. Nguyễn Trường Mạnh. Nguyễn Thiện Tâm ok. Nguyễn Tự Biên. Tự Biên. Không có, à chứ có ok. Lê Trường Giang xin đi khám này. Công Nga này. Tự Biên có thôi, em chat rồi đấy. Hả? Tự Biên có em chat rồi đấy. Tự Biên ok. Thanh Tùng. Không có luôn. Ngọc Bình. Rồi, Văn Thiết. Chu Văn Thiết. Rồi. Ngọc Chuẩn. Việt Đức ok này. Văn Nam. Văn Nam. Không có, Đức Hoàng ok, Huy Hoàng ok, Hồng Sơn, Đỗ Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Nam, Ngọc Nam đâu, rồi ok, những bạn sau vắng nha, Mạnh Cần này, Lò Quang Huy, Vũ Trường Giang, Hồ Thích Huy, Nguyễn Văn Quân, Bế Văn Duy, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn Huy, mất mạng là việc của bạn ấy, Vũ Đình Hoàng, Phương Công Dương, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Ngọc Nam ok, tầm trước trong lần. Dạ. Các bạn về làm database cũng như là chuẩn bị dữ liệu đi, làm cái bê cái giao diện kia ốp vào đi theo cái môn dự án mẫu tôi dạy ấy. Thì cứ thế mà làm theo thôi. Được chưa? Buổi sau sẽ check xem là các bạn ốp được cái giao diện đấy vào chưa và chuẩn bị được database chưa nhá. Ok, thế thôi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại. Hết tuần rồi mà thầy. Thế nhá. Ai hả thầy ạ?